thập phương giới cúng dường nhất thế Phật. Tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đại. Xứng thanh tác Phật sự phổ hưng chư chúng sanh giai phát Bồ Đề tâm. Viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thường đạo. Thời đệ tử chúng đăng phúng tụng kinh chú dược sư thập thử công đức nguyện thập phương thường trụ tam bảo. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát từ bi gia hộ cho. Chư Phật tử hiện tiền phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách. Giới hương định hương dư huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài điển pháp giới cúng dường. Thập phương tam bảo thuyền nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Phạm vương vô thượng tôn tam giới vô lượng thân thiện nhân chi đạo sư tự sanh chi từ phổ nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược tàn thác. Ơn kiếp mạng năng tặng năng lệ sợ lệ đánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ánh hiền trung ngã thân ánh hiền chư Phật tuyền đạo duyên tiêm túc quy mạng lệ. Chí tâm đành lời nam mô tầng hư không biên pháp giới quá hiền vì lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dương duy tình thủy biên sai tam thiền, tên không bác đức lời nhân thiên pháp giới hòa Diệt Diệt tội tiêu khiến quá diệm hóa hồng liên nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thánh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Ân Ra Đăng Đa Na Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Di Đà Bà Lộ Kiến Đê Thước Bát Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đỏ Bà Dạ Ma Tát Đỏ Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tắc Bàn Ra Phần Về Số Đăng Na Đắc Tòa. Nam Mô Tân Kiết Lật Đổi Mông A Rì Gia Bà Lộ Kiết Đê Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cấn Kỳ Hê Rì Ma Bàn Đà Sa Mê Tắc Bà Ha Tha Độ Du Bằng A Thể Dưỡng Tắc Bà Tắc Đá Ma Ra Ma Bà Ma Già Ma Vân Đàn Đô Đắc Địa Thang A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rì Ma Bồ Đề Tắc Đỏ Tắc Bà Tắc Bà Ma ra ma hê rì đà dựng cú lô ít mong đồ lô Phật xà gia đế ma ha Phật xà gia đế đà ra địa rì ni thất Phật Ra ya ya ra ya ra ma ma văn ma ra một đế lầy hê hê thân nà thất na ra sâm Phật ra xá lời Phật xa Phật sâm Phật ra xá ya ô lô ô lô ma ra ô lô hê rì ta
rê tăng rê tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị già na ra căn trì địa rì sắc ni na ba già ma ra ta bà ha tất đà già ta bà ha ma tất đà già ta bà ha tất đà du nghệ tất bàn ra già ta bà ha na ra căn trì ta bà ha ma ra ta bà ha tất ra tăng a một kế gia ta bà ha ta bà ma ha tất đà già ta bà ha già kiếp ra tăng đà dạ ta bà ha ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha na ra cắn kỳ bàn đà ra dạ ta bà ha ma bàm lý thân yết ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đất đà na ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kim đê thước bàn ra dạ ta bà ha tất điện đô màn đà ra bật xà dạ ta bà ha tất điện đô màn đà ra bật xà dạ ta bà ha tất điện đô màn đà ra bật xà dạ ta bà ha nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan táo ngộ ngà kim kiến văn đã tỏ trì nguyện dạy Như Lai chân thiệt nghĩa đông phương giáo chủ thập nhị nguyện vương cứ cửu kim đăng diệu đàn tràng thất thất diễn chân thường đành lễ tán dương tiêu tai thọ duyên phước ta bà phi thị cũ kinh thành dự thưởng hư không chuyển đại kinh nhị lục nguyện vương tiêu tội câu tam thiên hóa phật giáng kiền thành nam diêm phúc quả ân trung tu tây trúc liên hoa thự tế hình giải kiếp tiêu tai tăng duyên thọ phúc cơ mạng vi bảo khương ninh nam mô dược sư hải hội phật bồ tát nam mô dược sư hải hội phật bồ tát nam mô dược sư hải hội phật bồ tát kinh dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện ta nghe như vậy một thờ nọ đức bạc già phạm đi châu du giao hoa các nước đến thành Hòa nghiêm ở nghỉ dưới cây nhà cầm cùng với tám ngàn vị đại bi số ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát các ngàn quốc vương đại thần bà la môn các hàng cư sĩ thiên long bát bộ cùng nhân phi nhân cả thời đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh phật cung kính thỉnh ngài thuyết pháp lúc bây giờ
ông mạng thù thất lợi pháp vương tử nhờ ơi thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy vén nghi đế bài vai bên hữu và gối bên mặt quỳ sát đắp khép nẹp chắp tay hướng về phía Phật bạch rằng bạch Đức Thế Tôn tôi mong Ngài nói rõ những danh hiệu những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ và để cho chúng hữu tình tìm ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau Đức Thế Tôn khen ông mạng thù thách lợi đồng tử rằng hay thay mạng thù thân lời người lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc lợi ích an vui trong đời tượng pháp về sau nay người nên lòng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ông mà nói ông mang thù thất lợi bạch rằng dạ mong Thế Tôn nói chúng con xin nghe Phật bảo ông mạng thù thất lợi ở phương đông cách đây hơn mười căn và xa cõi Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly Đức Giáo Chủ cõi ấy hiểu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ưng căn đăng giác minh hạnh viên mãn thiền thể thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật bạc và phạm này mãn thù thất lợi đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát 12 nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng đặng đạo chánh đặng chánh giác thân tàu có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trưởng phu cùng pháp dục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề thắng ta như ngọc lưu ly trong ngoài sang suốt tinh sạch hoàn toàn không có chút nhớ bờ ngành quang minh chói lọi khắp nơi công đức cao vời vội và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng tỏ hơn vầng nhật nguyệt chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình khiến ai nấy đều có đủ các vật dùng chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn nguyện. Thứ tư ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo thì ta kiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề hoặc có những người tu hành theo hành thanh văn
độc giác thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ. Nguyện thứ năm ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hành thanh tịnh, thì ta kiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tâm tụ tịnh giới. Giả sư có người nào bị tội vi phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường ác. Nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ các căn không đủ xấu xa khờ khạo tay điếc mắt đuôi nói năng ngọng liệu tay chân tật nguyện lát hủi điên cuồng chịu tất cả nhận bên cô ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị nhân chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa không ai đấy nương nhờ không gặp thầy không gặp thuốc không bà con không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn không khó mà hay danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoang khổ não đều tiêu trừ thẳng thâm an lạc gia quyến xung về của cải sung túc cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bực tức sanh tâm nhàn chán muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai có đủ hình tướng trượng phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì ta kiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoài đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiến ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các pháp hạnh Bồ Tát đặng mau chứng đạo chánh đẳng Bồ Đề. Nguyện thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào mà pháp lực nhà vua gia tội phải bị xiềng xích đánh đập hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù hoặc bị chém giết hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bất lực thể nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức ngôi thần phước đức của ta đều được giải thoát tăng ca nhưng nỗi ưu khổ ấy. Nguyện thứ mười một ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị sự đói khát hoàn hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon là ban bố cho thân họ được
no đủ và sao ta mới đem pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ 12 ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị mũi mồng cắn đốt nóng lạnh giải dầu ngày đêm khô bất hệ nghe đến danh hiệu ta chuyên niệm thọ trì thì ta kiến cho được như ý muốn nào. Trang thư phục tốt đẹp nào tăng cả các bảo vật trang nghiêm nào tràng hoa phân sắc bát ngát mùi thơm và các trống nhạc cùng những điều ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả này. Mạng hồ thân lời đó là 12 nguyện nhiệm màu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ơn chánh đặng giác phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Đề lại nữa mạng thù thất lời. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Đề, Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở khói ngài dầu ta nói mạng một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được như ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh không có đàn bà cùng không có đường dữ và cả tiếng khổ cũng không ở cõi ấy đất toàn bằng chất lưu ly đường đi có dây bằng vàng. Dân làm ranh giới còn thành quách cung điện mái hiên cửa sổ cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra thật chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương cực lạc vậy. Cõi Phật cây có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biên Chiếu và Nguyệt Quang Biên Chiếu chính là hai bậc thượng hữu trong vô lượng vô số Bồ Tát và lại là những bậc sắp bổ sư làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mạng thù thất lợi vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của ngài. Lúc ngay Đức Thế Tôn lại bảo ông mạng thù thất lợi đồng tử rằng có những chúng sanh không biết điều lành dự cứ ôm lòng bọn sẽ tham lam không biết bố thí mà cũng không biết quả bao của sự bố thí là gì ngu si vô tri thiếu hẳn đức tin lại ham chứa chấp của cải cho nhiều đêm ngày bó bó gìn giữ thấy ai đến xin lòng đã không muốn nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn miên tiếc dường như lắc thịt cho người vậy lại có vô lượng chung hữu tình tham lẫn chỉ lo tích trừ của cải cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu còn nói chi đến sự đem của ấy thi cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin những kẻ tham lặn ấy khi chết bị đọa vào đường ngạ quỷ hay bàn sanh mặc dầu ở trong ác tú nhưng nhờ đời trước sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu ngài
Thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người, khi làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ súc sanh, biết sự sợ đau khổ nên không ngừa đắm dục lạc mà còn muốn tự mình làm việc bố thí khen ngợi người khác. Làm việc bố thí không tham tiếc món gì, và lần lần có thể đem cả đầu mắt tay chân hay máu thịt của phần thân mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được, huống chi của cải là những vật thừa lại nữa. Mạng thù thất lợi trong chung hữu tình, nếu có người nào thọ các giới của Phật để tu học mà lại phá giới, hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói. Hoặc có kẻ thi đa văn mà có thói tăng thượng mạng, do thói tăng thượng mạng ấy che lấp tâm tánh cô chấp cho mình là phải, người khác là quay, chê bài chánh pháp kết đảng với ma. Những kẻ ngu si ấy tự mình đã lầm theo tà kiến mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chung hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Nhường chung hữu tình nay bị trói lăn trong các đường địa ngục ngà quỷ bàn sanh, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hạnh dữ, tu theo các pháp lành khỏi bị đọa vào vòng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hành dữ và tu theo những pháp lành mà phải bị đó vào vòng ác thú, thì cũng nhờ oai lực bổ nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu Ngài liền từ nơi ác thú mạng chung trở sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh theo điều hòa tâm ý, bỏ tục sức gia hộ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai, đã không hủy phàm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, lìa được thói tăng thượng mạng, không chê bai chánh pháp, không bè bạn với ma, dần dần tu hành theo hạnh Bồ Tát chống được viên mãn. Lại nữa mạng thù thất lợi, nếu chung hữu tình có thanh tham lam tật đố hay khen mình chê người thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết. Khi đã mãn sự đau khổ kia liền từ nơi đó mạng chung sanh lại coi người, phải làm thân trâu ngựa lừa lạc, đã thường bị người hành hạ đánh đập và bị đói khát dậy vò lại, phải đi đường xa chở nặng cực nhọc muôn phần. Còn như mây đặng làm thân người thì lại bị sanh vào hàng hạ tiền, phải làm tôi tớ cho kẻ khác mãi bị họ sai sử, không khi nào được chút không thả tự do.
Nếu những nhân vật ấy đời trước thì còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do cái nhân lành ấy ngày nãy nhớ lại chí tâm quy y ngài nhờ thần lực của ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ nào, các căn thông lợi trí huệ sáng suốt lại thêm đá văn hằng cầu thắng pháp thường gặp bạn lành đời đời dứt hẳn lưới ma đập nát vỏ vô minh tắc cạn sông phiền não. Lão bệnh tử và những nỗi đau khổ lo buồn lại nữa mang thù thắt lợi, nếu chung hữu tình có tánh ưa sự ngăn trái chia lìa tranh đấu kiền cáo lẫn nhau làm não loạn cho mình và người đem thắng khẩu ý tạo. Thêm những ác nghiệp xây qua trở lại thường làm những việc không nhiều ít để mưu hại lẫn nhau hoặc cáo triệu những thằng ở núi rừng cây mã để hại người hoặc giết chung sanh lấy huyết thịt tê cúng quỷ già sò. Và quỷ la sát để cày quỷ hại người hoặc biên tên họ và làm hình tượng của người cù oán rồi dùng phép chú thực tà ác mà trù éo cho chết hoặc theo lối êm đói và dùng những đồ độc hoặc dùng chú pháp hại mạng người, nếu chung hữu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì các thứ tà ác kia không thể hại được, tất cả những kẻ ác tâm kia đều trở lại khơi lòng tự làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn ý tổn não và tâm hiềm giận. Hai bên hòa nhã với nhau và đối với vật thọ dùng của ai thì người ấy tự vui mừng. Biết đủ không xâm lắng của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa lại nữa mạng thù thất lợi, nếu trong hàng tư chung bí xô a ni. Ô ba sách ca, ô ba tử ca và những kẻ thiền nam tính nữ đều có thọ trì tám phần trai giới hoặc trong một năm hoặc mỗi năm ba tháng vương giữ giới pháp làm nơi y chỉ tu học rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp. Nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quán Như Lai thì khi mạng chúng sẽ có tám vị đài Bồ Tát Như Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Bảo Đàm Hoa, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền được vãng sanh trong những hoa báo đủ màu. Hoặc nếu có kẻ nhân nguyện lực của Đức Dược Sư mà được thắt sanh lên cõi trời, và mặc dầu sanh lên cõi trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết thì không còn sanh lại những đường ác nữa. Khi tuổi thọ ở cõi trời đã mãn sanh lại trong cõi người thì hoặc làm đến bậc luân vương thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, ôi đức tự tại giáo hóa cho vô lượng trăm ngàn chúng hữu tình theo con đường thập thiện hoặc sanh vào dòng sát đế lì.
Bà La Môn hay cư sĩ đại gia của tiền dư vật khó đụng trang đầy tướng mạo đón trang quyến thuộc xung vầy lại được thông minh trí huệ giọng mảnh nói hồn như người đại lực sĩ còn. Nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa, này mạng thù thất lời. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia thì đã chứng được đạo Bồ Đề do sức bổn nguyện mà ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải các thứ bệnh khổ như da vàng gầy ốm cảm nhiệt thương hàn hoặc chung phải những thứ em đói đồ độc hoặc bị quạnh tử hoặc bị chết non muốn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chung hữu tình được mãn nguyện ngài liền nhập đền kêu là định diệt trừ tăng ca khô não chúng sanh khi ngài nhập định từ trong nhục kê phong ra luồng ánh sáng lớn trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà la ni nam mô bạc già phàm Phà Đế Bề Xa Xà Lu Lô Thích Lu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Dạ Đắc Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tam Miều Tam Bồ Đà Gia A Đắc Điệt Thang Bề Xa Thệ Bề Xa Thệ Bề Xa Xà Tam Một Yết Đế Thoa Ha Lục Ấy Trong Luồng Anh sang diện chú này rồi cả đại địa rung động phóng ra hắn đại quang minh làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ hưởng được an vui này mạng thù thất lợi nếu thấy những người nào đang mắc bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sạch sẽ và vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biên chú nguyện trong đồ ăn trong thuốc uống hay trong nước không vì trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt nếu có ai mong cầu việc gì mà chỉ tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chung được sanh về thế giới tịnh lưu ly không còn thôi chuyển rồi dần dần tu chứng đến đạo quả bồ đề vậy nên mạng thù thất lợi nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên lại nữa nếu có những kẻ tình tính nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ưng chanh đàn giác mọi sớm mai xúc miệng đánh răng tâm gọi sạch sẽ xong lại thắp hương rải dầu thơm các món kỹ nhạc để cúng dường hình tượng còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dạy người ta chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tất cả những vật cần dùng đừng để phiêu thôn hãy hết lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đặng đạo quả bồ đề nữa lúc bấy giờ
mạng thù thân lợi đồng tử bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, tôi thời qua thời kỳ tưởng pháp sẽ dùng đủ trước phương tiện kiến cho những thiền nam tín nữ có lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai. Cả đêm trong giấc ngủ của họ tôi cũng dùng danh hiệu của Đức Phật này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biết bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng nói bài tỏ cho người khác hoặc tự mình hay giai người biên kép kinh này hết lòng cung kính tôn trọng, dùng những bông thơm dầu thơm các thứ hương đốt tràn hoa anh lạc phương lòng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường, hoặc dùng hang ngũ sắc làm đại đựng kinh này rồi quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái tòa cao mà để lên thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cõi. Ở các cõi trời khác đều đến đó mà cúng dường và thu hộ bạch Đức Thế Tôn, nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoạnh tử, cũng không bị những ác quỷ an thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hưởng lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Phật bảo mạng thù thất lời phải phải thiệt đúng như lời ngươi nói này, mạng thù thất lợi. Nếu có những người tịnh tính thiện nam tính nữ nào muốn cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai thì trước phải tạo lập hình tượng ngày đêm để trên tòa cao chưng giòn sạch sẽ các thứ, rồi rải bông đúc các thứ hương dùng các thứ tràng phan trang nghiêm chỗ thờ ấy. Trong mấy ngày bảy đêm phải thọ tám phần trai giới ăn đồ thanh trai tắm gội và y phục chỉnh tề, giữ lòng thanh tịnh không giận dữ không sát hại đối với tất cả loài hữu tình, phải khởi tâm bình đẳng đủ cả tâm từ bi hỷ xả làm cho họ được lợi ích an vui đáp đánh nhạc ca hát ngợi khen hòa do phía nhiều đi quanh tượng Phật lại phải nghĩ nhớ công đức bổn nguyện và đọc tụng kinh này suy nghiệm nghĩa lý mà diễn nói khai thì cho người khác biết, làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được tội ý như cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan vị được quan vị, cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái lại. Nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điều chim bao giữ còn khi thức thấy những ác tướng như chim đến đầu nơi vườn nhà hoặc cho ở hiện ra trăm điều quái dị mà người ấy dùng những của bao cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì
những ác bóng ác tương và những điểm xấu ấy thảy đều ẩn hết, không còn phải lo sợ gì nữa. Nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nàng nước lửa gươm đau thuốc độc và các cầm thú dữ dây sợ, hãy như voi sư tử cọp soi gấu răng độc bò cặp đít sên lần mũi mà hết lòng nhớ niệm và cung kinh cúng dường đức Phật dược sư thì được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy, hoặc nếu bị nước khắc xâm lăng nhiễu hại trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung kính đức Phật dược sư lưu ly thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy. Lại nữa mạng thù thất lợi, nếu có thiện nam tín nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ những vị trời nào chỉ một lòng nương theo Phật pháp tăng thọ trì giới cấm hoặc năm giới mười giới Bồ Tát mười giới trọng 48 giới khinh tỳ kheo 200 năm mười giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai hủy phạm những giới pháp đã thọ sợ đó vào ác thú hệ chuyên niệm và cung kính cúng dường đức Phật dược sư thì quyết định không thọ sanh trong ba đường ác. Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sanh sản phải chịu cực sự khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lễ bái và hết lòng cung kính cúng dường đức Phật dược sư thì khỏi những sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mạo đón trang lời cắn thông minh nàng ổn ít bệnh hoạn ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khi lúc ấy Đức Thích Ca cũng bảo ông A Nan rằng theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật dược sư lưu ly hoàng Như Lai đó là công hạnh rất sâu xa của chư Phật có hiểu thấu được vậy ngươi có tin chăng? Ông A Nan bạch Phật bạch Đức Thế Tôn đối với kệ kinh của Như Lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoặc tại sao vì những nghiệp thân khẩu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh bạch Đức Thế Tôn mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống núi diệu cao có thể lay động nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được bạch Đức Thế Tôn nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công hành sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi gần ấy vì sự thông tin đó trở sanh lòng hủy bán nên họ phải mất nhiều điều lợi ích mãi ở trong cảnh đêm dài tâm tối và lại còn bị đọa lạc trong các đường ác thú lưu chuyển không cùng Phật lại bảo ông A Nan nhường chung hữu tình ấy nếu nghe danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chí tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào ác thú thì thật vô lý vậy này A Nan đó là công hành rất sâu nhiệm của chư Phật có tin khó hiểu mà nại ngươi lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy này A Nan tất cả các hàng thanh văn độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thật chỉ trừ những bậc nhất sanh sở hệ Bồ Đề mới tin hiểu được mà thôi này A Nan thân người khó đặng nhưng
hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn huống chỉ nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai. Lại còn khó hơn nữa này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát dùng, không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo phát, không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết chớ những hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Phật kia không khi nào nói cho hết được. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy vén nghi đế bài vái bên hữu gối bên mặt quỳ sát đất cúi mình chắp tay bạch Phật rằng bạch Đại Đức Thế Tôn. Đến thời kỳ tượng Pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khốn khổ tật bệnh luôn luôn thân hình gầy ốm ăn uống không được môi cổ khổ đang mắt thấy đen tối chương chết hiện ra cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh. Khóc lóc thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dẫn thần thức đem đi lại trước mặt của Diêm Ma Pháp Vương rồi liền thị ấy vị thằng cứu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dâng lên vua Diêm Ma. Lúc ấy vua phán hỏi rồi kể tin những tội phước của người kia đã làm mà sự đoán nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy y với Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai và thỉnh chúng tăng đọc tụng kinh này đốt đèn bảy tuần treo thần phán tục mạng năm sắc thì hoặc liền trong lúc ấy hoặc trải qua bảy ngày 21 ngày 35 ngày 49 ngày thần thức người kia được trở lại như vừa. Tình giác chim bao tự mình nhớ biết những nghiệp lành nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ bởi chính đã rõ thấy nghiệp báo như vậy nên dầu có phải những tai nạn nguy hiểm đến tanh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa vậy nên những tình tính thiện nam tính nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bấy giờ ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng này thiện nam tử nên cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào, còn đèn và phan tục mạng phải làm cách nào? Cứu Thoát Bồ Tát nói thưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì tám phần trai giới trong bảy ngày bảy đêm tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng. Ta cúng dường chư tăng ngày đêm sáu thời lễ bài cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đọc tụng kinh này 49 biến và thắp 49 ngọn đèn. Lại tạo mấy hình tượng Đức Dược Sư trước mỗi hình tượng để bảy ngọn đèn mỗi ngọn lớn như bánh xe đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt còn cái thằng Phan thì làm bằng. À ngũ sang bề dài 49 gan tai và phải phóng sanh 49 thứ loài vật thì người bệnh ấy qua khỏi ác nạn không còn bị hoành tử và bị các loài quỷ nhiễu hại. Lại nữa A Nan, nếu
trong dòng sát đế lỵ có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lúc có nạn nhân dân bị bệnh dịch bị nước khác xâm lăng bị nổi loạn hay bị nạn tinh tú biến ra nhiều điều quái dị nạn nhật thực nguyệt thực như gió trái mùa hay bị nạn qua thời tiết không mưa thì lúc ngay các vị quốc vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chung hữu tình năng xá cho tội nhân bị giam cầm rồi theo phép cúng dường đã nói trước mà cúng dường đức dược sư lưu ly hoàng như lai thì gió căn lành này và nhờ xưng bồ nguyên của đức dược sư khiến cho anh trong nước liền được an ổn mưa hòa gió thuận lúa thóc được mùa tất cả chung hữu tình đều vui vẻ không bệnh hoạn không có thần dược so bao ác não hại lễ dân tất cả ác tương ấy đều ẩn mắt và các vị quốc vương kia được sống lâu sức mạnh không bị hoàn nổi mọi việc đều thêm lợi ích này a nan nếu các hoàng hậu hoàng phi công chùa thái tử vương thư đại thần phụ tướng thể nữ trong cung ba quan và thứ dân mà bị bệnh khổ cùng những ác nạn khác thì cũng nên tạo lập thần quan năm sắc cho đèn sáng luôn phóng sanh các loài vật rải hoa đồ sắc đốt ca thư dành hương để cúng dường các đức Phật dược sư sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn lúc ấy ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng thiện nam tử tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được cứu thoát Bồ Tát nói này đại đức há không nghe Như Lai nói chính thứ hoành tử hay sao vậy nên ta khuyên người làm phan hoa đèn thuộc mạng tu các phước đức và nhờ tu các phước đức ngay nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn ông A Nan hồi chính thứ hoành tử là những thứ chi cứu thoát Bồ Tát trả lời một là nếu có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người săn sóc và có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc nên bệnh không đang chết mà lại chết ngang lại đang lúc bệnh mà tin theo những thuyết hòa phước vũ vơ của bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt trong đời sanh lòng rúng sợ không còn tự chủ đối với sự chân chánh đi bói qua để tìm hiểu moi hoa rồi giết hại loài vật để tu với thần minh vây vang cùng vọng lượng để cầu xin ban phước mong được sống lâu nhưng rốt cuộc không thể nào được bởi si mê lầm là tin theo tà kiến điên đảo nên bị hoành tử đó vào địa ngục đời đời không ra khỏi hay là bị phép vua chu lục ba là săn đắm sự chơi bời săn bắn đam mê tự sắc buông lung vô đồ bị loài quy đoạt mắt tinh khí bốn là bị chết thiêu năm là bị chết đắm sáu là bị các thu dữ ăn thịt bảy là bị xa từ trên núi cao xuống tám là bị chết vì thuốc độc em đói rủa mọc trù éo và bị quỷ thử thi làm hại chính là bị đói khát khốn khổ mà chết đó là chính thứ hoành tử của Như Lai nói còn
Những thứ hoành tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được lại nữa. A nan vua Diêm Ma kia là chủ lãnh ghi chép sổ bộ tên tuổi mọi phước trong thế gian, nếu có chúng hữu tình nào ăn ở băng hiu ngủ nghịch hủy nhục ngôi tam bảo phá hoại phép vua tôi hủy phạm điều cấm giới, thì vua Diêm Ma pháp vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chung hữu tình nên thắp đèn làm phan phóng sanh thu phước khiến khởi khỏi được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn. Lúc bấy giờ trong hàng đại chúng có 12 vị dược so đại tướng đều ngồi trong hội như cùng tỳ la đại tướng, phạt chiết la đại tướng, bê xí la đại tướng, ác đế la đại tướng, an đế la đại tướng, Sam Đệ là đại tướng, Nhơn Đạt là đại tướng, Bá Di là đại tướng, Ma Hổ là đại tướng, Chơn Đạt là đại tướng, Chiêu Đố là đại tướng, Tỳ Yết là đại tướng, 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có 7000 dược so làm quyến thuộc đồng các tiên. Bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. Chúng tôi cùng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật pháp tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu tình làm việc nghĩa lời đưa đến sự nhiêu ít an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm thành nước, hoặc trong những cây vắng vẻ, nếu có kinh này Lu Bô Đinh, hay có người thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kinh cúng dường ngài, thì chúng tôi cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi tất cả các ác nạn, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bởi bệnh hoạn khô ách muốn cầu cho khỏi, thì cũng nên đọc tụng kinh này và lấy chỉ gũ sắc gúc danh từ. Chúng tôi khi đã được như lòng mong cầu thì mở gúc ra, lúc ấy Đức Phật Thích Ca khen các vị dược so đại tướng rằng: hay thay đại dược so tướng, các người nghĩ muôn báo đáp ơn đức của Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên mới phát nguyện làm những việc lợi ích an vui cho tất cả chúng hữu tình như vậy. Đồng thời ông A Nan lại bạch Phật rằng: Bạch Đương Thế Tôn, pháp môn này gọi tên là gì, và chúng tôi phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo: A Nan, pháp môn này gọi là Thiết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bổn nguyện công đức cũng gọi là Thiết Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kiết Nguyện Thần Chú, và cũng gọi là Bạc Trừ Như Thiết Nghiệp Trưởng Chư. Cứ nên đúng như vậy mà thọ trì khi Đức Bạc Già Phàm nói lời ấy rồi, các hàng đại Bồ Tát, các đại thánh văn cùng quốc vương đại thần, Bà La Môn cư sĩ Thiên Long Dược So Càng Thác Bà A Tố Lạc Yết Lộc Trà Khẩn Nại Lạc Mạc Thô Lạc Già
Người cùng các loài quý thần tăng ca đây chúng đều hết sức vui mừng và đồng tình chịu vâng làm. Nam mô Dược sư Hải hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược sư Hải hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược sư Hải hội Phật Bồ Tát. Dược sư Quang Đảnh Chơn Ngôn. Nam mô Bạc Già Phật Đế Bề Xa Xá Lu Lô Thích Tu Ly Bát Lạc Bàn. Hắc ra xà giả đắc tha yết ra già ra hật để tham miều tâm bồ đà giả đắc diệt tan bề sắc thể bề sắc thể bề xa xa tâm một yết đế thoa ha. Nam mô Bạc Già Phật Đề Bề Xa Xá Lu Lô Thích Lu Ly Bát Lạc Bà. Hắc Ra Già Xa Già Đắc Tha Yết Đa Già Ra Hắc Đế Tam Miều Tam Bồ Đà Già Đắc Điệt Tăng Bệ Xá Thề Bệ Xá Thề Bệ Xá Xá Tam Một Yết Đế To Ha. Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bệ Xá Xá Lu Lô Thích Lu Ly Bát Lạc Bà. Hắc Ra Xà Già Đắc Tha Yết Đa Già Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Già Đang Điệt Thang Bề Xa Xá Bề Xa Xá Bề Xa Xá Tam Một Yết Đế Thó Ha. Dài kiết dài oan kiết nghiệp chướng bao đời đều dài hết rửa sạch rồng trần phát tâm thành kinh đôi trước Phật Đài. Cầu xin giải kiết Dược sư Phật. Dược sư Phật tiêu tai diện thọ. Dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện. Dược sư Phật giải kiết giải kiết giải oan kiết nghiệp chướng bao đời đều dài hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đôi trước Phật Đài. Cầu xin giải kiết Dược sư Phật. Dược sư Phật tiêu tai diên thọ. Dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện. Dược sư Phật giải kiết giải oan kiết nghiệp chướng bao đời điều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đôi trước Phật Đài. Cầu xin giải kiết Dược sư Phật. Dược sư Phật tiêu thai diên thọ. Dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện. Dược sư Phật 12 đại tướng dược so giúp Phật tuyên dương chỉ ngũ sắc gúc tên kia thì nguyện đều được biến thành oan nghiệp dứt sạch phước thọ mãi cương ninh. Nam mô Dược sư Hải hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược sư Hải hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược sư Hải hội Phật Bồ Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Khiến Khổ Hưởng Giải Không Đồ. Nhưng thì khổ ảnh xa lời tự sắc bằng gì không không bất gì sanh sắc tức thì không không tức thì sanh thọ tướng hành thức diệt phục như thì xa lời thứ thì chư pháp không tương. Bản sanh bất diệt bản cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn vị tỷ thiệt thân ý vô sắc thinh hương vị xúc pháp vô nhãn giới đại chi vô ý thức giới vô vô. Minh diệt vô vô minh tăng đại chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tăng vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đẳng cố bồ đề.
Ban đỏ y ban nhã ba la mật đa cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô thừa cùng bố viện ly điên đào mộng thương cứu canh niết bàn tam thể chư Phật y bát nhã ba la mật đa cô. Đắc Nga Nô Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Cố Tri Ban Nhà Ba La Mật Đa Thì Đại Thần Chú Thì Đại Minh Chú Thì Vô Thượng Chú Thì Vô Đàng Đàng Chú Năng Trừ Nhất Thiết Khổ Chân Thờ. Bạn ngư cổ thiết bạc nhã ba la mật đa chú thức chú việt đây yết đây ba la yết đệ ba la tạng yết đây bồ đề tát bà yết đây yết đây ba la yết đây ba la tăng yết đây bồ đề tăng bà ha yết đế yết đế ba la yết đề ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. A di đà phật thân kim sắc tướng hào quang minh vô đẳng luân bạch hào huyền truyền ngũ tu di căn mục trường thanh tứ đại hải quang trung hoa phật vô số ức hoa bồ tát chúng diệt vô biên thứ thập phát nguyện độ chúng sanh cứu phẩm hàm linh đăng bị ngàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật
Nô A Di Đà Phật, Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật, thân tướng tôi sáng thật tự nhiên, khắp cùng thế giới vô biên, 32 tướng trang nghiêm thân mình, 80 vẻ đẹp tùy hình hiện danh thân tướng chúng sanh thầy đồng. Nguyện thứ hai sau khi đắc đạo, thân tướng tôi rốt ráo chói lò, trong ngoài sáng suốt điều hòa, sáng hơn nhật nguyệt như là lưới gươm, chiếu cùng pháp giới mười phương, chúng sanh ý nguyện khỏi đường tối mê. Nguyện thứ ba bồ đề nên đạo, phương tiện dùng tạo đủ mọi bề, không còn thiếu kém não nề. Bao nhiêu lợi lạc đem về chúng sanh, nguyện vô biên trí tuệ căn lành, thấy điều rốt ráo tinh năng đủ đầy. Nguyện thứ tư y như đại nguyện, các chúng sanh tu luyện tạo đà kiện cho bình đẳng dung hòa, thanh văn duyên giác dẫn qua đại thừa. Nguyện thứ năm tôi vừa chứng quả, các chúng sanh vô lượng vô biên, tu hành phạm hạnh cần chuyên, phụng trì giới lực chứng duyên thượng thường. Nếu có ai mới vừa lỡ phạm, niệm danh tôi sám hối chí thành, trở nên giới luật tình thanh, chẳng vào ác đạo trọn lành quả cao. Nguyện thứ sáu nếu tôi thành đạo, các chúng sanh thân thể thiếu hèn, các căn không đủ ghét
ghen, mù câm ngọng điếc xấu đen đuôi cùi. Què ngu điên dại gù lưng, lại thêm bệnh khổ quả nhắn chẳng lành, ăn năn sám hối hiệu danh, trở nên sáng suốt an lành vui tươi. Nguyện thứ bảy khi tôi thành Phật, các chúng sanh bệnh tật hiểm nguy, không ai cứu chữa thuốc chi, không thầy không thuốc không y không nhà. Bằng cùng khôn khổ rên la, nếu nghe kinh kệ thiết tha chí thành độc, tụng lễ bái hiệu danh, bệnh đau dứt hết tâm sanh vui vầy. Của tiền gia quyên đủ đầy, thu hành đắc đạo quả rầy trọn nên, nguyên thứ tám chứng lên quả Phật, thân nữ dân phiền não khổ sầu. Xanh lòng chan ngán buồn rầu, muôn khỏi thân gái cởi đời uế xu, nghe danh lệ bái tiếng tu, được thân nam tử trưởng khu thanh nhàn. Tu hành đắc đạo hoàn toàn, chứng ngôi chánh giác niết bàn Như Lai. Nguyện thứ chính tôi nay chứng hòa, khiến chúng sanh xa lạ hiểm nguy, to khỏi chài lưới ly kỳ, ma quân ngoại đạo châu vi buộc ràng. Vào nơi rừng núi lạc đàn, tôi liền dắt dẫn độ an khỏi nàng. Về đường tranh kiên bảo toàn, lập hành Bồ Tát an nhàn độ sanh. Nguyện thứ mười khi thành chánh giác, nếu chúng sanh phạm các ngục hình, gian cầm tra khảo buộc mình, còn nhiều tai nạn tử hình khổ thân. Nghe danh lệ bái ân cần, đặng nhờ phước đức lần lần thoát ra. Thành tâm niệm Phật thiết tha, dứt hết khổ não sanh ra vui vầy. Nguyện lớn mười một sau đây, khi tôi đắc đạo nguyện này trọn nên, chúng sanh đôi khắc khổ rên, tạo nhiều nghiệp ác xuống lên cõi trần. Nghe đến danh hiệu ân cần, chuyên tâm trì niệm hưởng phần ấm no, ăn ngon mỹ vị thơm tho, vui mùi pháp vị đồng lo tu hành. Nguyện lớn mười hai đăng viên thành, chúng sanh nghèo khổ thiếu áo chăn, mũi ruồi chăm chích cắn ăn, ngày đêm lạnh nóng mạng căng khổ sầu. Nghe danh hiệu Phật khẩn cầu, ăn năn sám hối nghiệp xấu tiêu trừ, tùy tâm ý nguyện chân như, hưởng dùm quý bao phước dư thanh nhàn. Đem hương hoa tốt nghiêm trang, âm nhạc mua hát ca sang vui mừng, tùy tâm thích ý lạy lừng, thấy điều trọn đủ hiến dâng đến rầy, mười hai đại nguyện tuyệt vời. Lưu ly quang Phật tùy thời độ sanh, chúng con lễ bái chí thành, cần ngài cứu khổ chúng sanh khỏi nạn.
kỳ nguyện công đức thù thắng hành vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng. Quan thờ sát nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chướng tắc tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng cừu phẩm liên hoa vi phù mẫu hóa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lự nguyện vì thứ công đức phổ cập ư nhất thiết. Ngà đằng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Tự quy Phật đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hài. Tự quy tăng chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.